Ơi, câu 1 là C, câu 2 brown now found wood, đúng rồi, 2D. Câu 3 Bảo ơi. Câu 4 là Nhi. Câu 3 Bảo attention, question, population, education. Chọn cái nào? Bảo attention, population, education và question, chọn cái nào? B. Đúng rồi, Nhi, câu dưới. Sai. Đúng rồi, business. Mấy kia là sờ nhá. Rồi, ok. Câu 5 Bảo. Họ cảm thấy chấm chấm chấm. Chọn nào, nói cô nghe nào. They feel. Họ cảm thấy như thế nào bởi vì họ không biết cần cái mà phải làm để giúp đỡ bạn bè của họ. Đi lại. Từ mới con, liên quan từ vựng. Frustrated là bối rối. Chán. Excited là phấn khích, confident tự tin, thì loan thật là vui sướng mà không biết à. Câu A đúng rồi. Rồi Nhi câu 6 nào. B. Rồi, cô ấy bị ốm ngày hôm qua vì thế cô ấy vắng mặt. Ok. Rồi Bảo câu 7 nào. Rick nó bằng với từ nào? Đời này hình như làm rồi. Rick bằng với từ nào? Làm rồi cô. Đúng rồi, làm rồi làm lại con nào làm được không? Bảo nhanh lên. Làm rồi mà làm lại cũng sai. Học mới hành. Câu nào? Hả? Đọc. Look through là đọc lướt. Trời ơi, cái thằng này học rồi cũng nhớ chứ chưa. Đọc lướt. Rồi, sang câu số 8 nào Nhi. Yeah, B. Affordable, có thể trả tiền được, có thể chi trả được. Anh ấy muốn mua một cái ô tô mà vừa túi tiền bởi vì anh ấy không có nhiều tiền. Câu số 9 nào tôi không có nhớ. Bố mẹ tôi đã gây dựng cái công xưởng này khi nào, đã thành lập cái công xưởng này khi nào. Bảo chọn đây. Khi nào? D rồi. Tiếp theo, Nhi, câu 11 con, câu 10 con. Câu A. Multicultural, ok, 11 Bảo. Đông người nào? Cái gì đi với ớp? Chứ cô nói rồi. Cái gì đi với ớp? Nhanh con. Đầy người, đông người á. Ủa sao Bảo không biết cái gì hết rồi Bảo? Cái này làm sao con? Cuối cấp rồi mà học không biết gì hết trơn vậy. Ủa Bảo, làm rồi mà. Dạ. How many gì? Cái gì mà đông người là gì? Bây giờ chúng ta có 3 từ đông luôn ở đây luôn này. Full đi với up, packet đi với quick, crowded đi với quick. Nói rồi, mà sao nhớ một cái gì hết trơn này Bảo? Con học kiểu gì vậy? Hôm trước cô giảng rồi mà. Nhi còn nhớ không? Dạ nhớ. Vậy mà Bảo không nhớ một cái gì hết trơn á. Chỉ chơi game là giỏi thôi. Câu 12. How many gì? Bảo. Chiếc nón conical hat là nón lá đó của Huế. Có bao nhiêu lớp lá? Bây giờ đang thiếu từ lớp. Bao nhiêu lớp? Có bao nhiêu lớp lá này? Lớp là cái từ nào là lớp nhỉ? Surface là bề mặt, layer là lớp, frame là khung, form là hình thành, thành lập. Ở đây có phải soạn layer, cô nói rồi nha. Sang câu số 13 Nhi ơi. Cái triển lãm lần cuối cùng. Yes sir. C. Không, cái gì? Không, không thú vị bằng cái này. Đây là so sánh bằng. Rồi câu 14 Bảo. I won the first prize in the English speaking contest. Tôi vừa mới gì? Tôi vừa mới chiến thắng cuộc thi, giành giải nhất cuộc thi. Thì nó phải chúc mừng, congratulations. Sang câu số 15. Câu nào sai nào Nhi?
Nhà B. Đúng rồi, cái này phải là bị động, phải là cột 3. Rồi, sang câu tiếp theo. 16, ngày nay những nghệ nhân nghĩa đồng có thể sản xuất rất nhiều loại gì? Loại thảm để mà đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng ta đang thiếu từ để mà nào. Để mà đâu nói nghe. Nhập B. Rồi, so as to là cộng một động từ nguyên mẫu nhá. In order to cũng cộng là động từ đông nguyên mẫu luôn, cũng là để mà đó nhưng phải là động từ. Còn so that cũng là để mà nhưng mà cộng mệnh đề, ở đây là mệnh đề này bà thấy không, bảo chủ ngữ cộng động từ thấy không? Nó là mệnh đề cho nên chúng ta bắt buộc phải xài so that, bảo nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe rồi làm sao tôi hỏi mà không biết liệu hồn tôi đó. Sang câu số 17 này. Nhanh. Unless là nếu không. Cái này chỉ cần quan tâm đây là câu điều kiện. Unless câu điều kiện nó bằng với if not. Câu điều kiện ở đây là will be thì là điều kiện loại mấy đây? Điều kiện loại mấy? Điều kiện loại 1, nghe chưa? Điều kiện loại 1. If cộng với thì hiện tại đơn và phía bên này là will cộng động từ nguyên mẫu. Bên này con phải chọn hiện tại đơn cho cô, bảo chọn đi. Hiện tại đơn đâu? Hả? Chủ ngữ số is động từ thêm s hoặc es nào? Chọn câu nào? Rồi câu 18 này cô ấy hỏi tôi what time rồi Nhi chọn nào? Đây là câu tường thuật. Lùi thì. Câu nào? Câu D. Đúng rồi, lùi thì và nhớ động từ sau chủ ngữ, không thể chọn câu A được. Rồi xuống dưới, hôm trước chọn chưa? Hôm trước làm rồi, Bill Gates cô cũng giải thích luôn rồi. Hôm trước làm bài này chưa? Chưa, bài này cô cho về nhà. Rồi, câu 31 này. Công ty sẽ gì? Close down, đóng cửa. Sao? Chọn câu nào? The company sẽ đóng cửa. Câu A là loại vì nó giống thì gì hết này, vứt câu A đi vì chỗ này nó sai này. Rồi, coi câu B nào. One of close down, one of each store do reduce sale. One of each store do mà không có chu là vứt này, chỗ này sai vứt, còn có hai câu thôi. Còn coi lại câu rồi. A là đúng hay sai? Company là chủ ngữ số ít mà sai A là đúng hay sai? Sai luôn. Vậy thì loại suy, chúng ta chỉ còn một câu thôi, đó là câu nào? Thấy chưa? Mặc dù mình chẳng biết dịch, phân tích cái ra liền đáp án, thấy chưa? Công ty sắp đóng cửa, một trong số cửa hàng của nó sao? Giảm doanh thu. Rồi sang câu số 32 nào Nhi, phân tích chọn câu nào? Phân tích như vậy luôn, câu nào không hợp lý vứt đi. Tiếng Pháp là ngôn ngữ khó nhất. Là ngôn ngữ khó, ở đây có đan nha, có đan là không thể xài so sánh nhất được nha. Chú ý nha, bảo nha, phân tích đi. Có đan rồi mà nó viết so sánh nhất là con vứt đi, vứt cái câu đấy đi. The mod này vứt, không thể xài được. Rồi. Mod này vứt. Hai câu rồi, loại được hai câu rồi, còn hai câu thôi. Tiện rồi qua câu B trước, tiếng Pháp là một ngôn ngữ học khó hơn tiếng Anh. Được con nào? French is a more difficult language to learn than English is. French is a more difficult language to learn than English is. Ủa, khác nhau hay không? À, nó phải có more. Mất là sai. Vậy thì chọn câu nào Nhi? Nhà có bơi. Đúng rồi. Phân tích là ra. Rồi. Xuống câu 33 bạn nào phân tích này. Nick tự hỏi rằng phải làm cái gì để giúp đỡ những người ở khu vực bị lũ lụt? Cứu trợ đồng bào miền Trung. Nào. Nick wonder what gì? Ở đây là từ để hỏi cộng với một to infinity. What to do? Vậy thì ở đây verb nè. What to do? Chúng ta đang cần what to do, cái phải làm gì? What hay do? Do gì đây? Sai này. To doing là sai này. Vậy câu nào? Câu nào? Nó quá dễ luôn mà. Thấy chưa? What cộng với một to infinity mà chỉ có câu này đáp ứng được cái yêu cầu đó thôi. Chọn câu D. Rồi, câu 34 nào. Tôi xuất hiện đúng giờ mặc dù giao thông tệ hại. Kẹt xe đó.
Rồi, tôi cho các anh chị một vài phút để suy nghĩ câu này và phân tích cho tôi. Lát đứa nào phải phân tích nha. Nhanh lên. Ừ, y mẹ dạy học rồi. Phân tích nào. Đầu tiên mình sẽ vứt câu mấy, xuất hiện là gì? Xuất hiện là gì bảo? Mình có cụm từ xuất đầu lộ diện là gì? Thân gì? Chân ấp. Xuất đầu lộ diện chân ấp nhá. Vậy thì hai câu này là vứt, vứt đi hai câu này. Rồi, chúng ta có gì? Inspire phải đi với ấp mà đây không có ấp loại luôn. Vậy còn câu nào? Rồi, tôi xuất hiện đúng giờ, đúng rồi. Sang câu 35 nào. Nhi phân tích cho cô nào, suy nghĩ nào. Họ dạy tiếng Anh ở một trường trung học cơ sở. Sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp. Rồi. Họ dạy tiếng Anh. Họ dạy tiếng Anh ở đây. Họ đã dạy tiếng Anh ở đây. Sau khi họ tốt nghiệp. Nào đọc nào. They taught English in a secondary school. Từ khi họ. Ở đây có từ từ xin này, từ khi này. Mà đã từ khi chúng ta xài gì đây? Hiện tại hoàn thành cho cô nha. Chọn câu nào? Cô B nè. They have taught English. Họ dạy tiếng Anh trong một trường trung học cơ sở từ khi họ tốt nghiệp đại học. Rồi sang câu 36 con. Tôi nghĩ rằng diễn thuyết hay là nói trước lớp là một ý kiến hay nếu bạn muốn tự tin hơn. I think. Diễn thuyết trước lớp là một ý kiến hay. E a good idea. If you want to be more, vứt này, thiếu này, phải có to này. If you want to be more confident. If you want này là vứt này. Vậy còn hai câu thôi. If you want to be more confident. Rồi hai câu đằng sau giống nhau rồi, đằng trước rồi. I think take a speak class is a good idea. Ở đây là taking, con phải chọn từ nào? Chọn từ taking nha. Rồi, sang câu 37 nào. Chuyển sang câu tường thuật con. Giáo viên của chúng tôi nói với chúng tôi, what are you most worried about? Em lo lắng nhất về điều gì? Giáo viên hỏi chúng tôi, với đằng đầu giống nhau hết rồi. Thứ nhất là phải lùi thì nhá. Con nào mà không lùi thì vứt đi. Hai câu này vứt hết, gạch đi. Được không Bảo? A nè, không thể được, phải lùi thì. Nha. Bây giờ là we đi với what hay là we đi với were? Bảo. We đi với gì? Với were. Rồi. Cho nên chọn câu D. Đấy, xong. Sang câu 38 nào. Hãy tắt đèn trước khi rời lớp học nhé. Vậy là chúng ta sẽ nói sao? Tắt đèn đi nha. Tắt đèn đi mà đây thêm từ on vào là con thấy nó sai này, vứt này. Turn on the light. Tự nhiên đang bảo tắt đèn đi mà turn on the light. Vứt này. Rồi, đừng có để đèn sáng. Đừng có để đèn sáng khi mà bạn rời lớp học. Rồi câu B, đừng tắt đèn khi bạn rời lớp học. Vậy chọn câu nào? Bảo. Chọn câu A hay B? Câu D. Cái gì? Câu D có tự A ba, rồi. Gạch rồi. Chỉ còn hai câu A B thôi, chọn đi. Nào, dịch nghĩa ra.
đừng có để đèn sáng, đừng có mở đèn á khi mà bạn rời phòng. Còn câu B là đừng có tắt đèn khi bạn rời phòng. Chẳng câu nào khi bạn đi về á. Khoe. Câu A sao câu E? Mệt anh lắm rồi nha. Khoe. Câu 39 Nhi phân tích. Câu 40 dành cho ông Bảo. À, những nghệ nhân trong ngôi làng của tôi có thể kiếm tiền, kiếm đủ tiền từ việc đan rổ rá để kiếm sống. Ok, rồi Nhi chọn đi. Sống dựa vào đan rổ rá nào. Đan rổ rá. Câu A. Câu A đúng không? Đúng rồi, live on, sống dựa vào cái gì đó, quá dễ. Rồi, ok, nó đúng ở chỗ này rồi. Nhìn lướt là biết rồi. Bảo, sang câu 40, câu cuối cùng. Họ luôn luôn knock down and rebuild building. Họ luôn luôn phá hủy và sau đó lại xây dựng lại tòa nhà. Bây giờ người ta chuyển sang câu gì đó. Câu passive voice, bị động của hiện tại đơn. Những tòa nhà luôn luôn được, luôn luôn bị phá và xây lại. Nào, bị động của thì hiện tại đơn con ơi. Hiện tại đơn mà xài word là vứt này. Bị động của hiện tại đơn là Amia cộng động từ cột 3. Amia cộng động từ cột 3. Coi câu nào đúng. Rồi, câu B nó sai chỗ nào biết không? Always nó phải đứng sau A chứ không phải đứng trước A như thế này đâu. Vứt. Chỉ còn hai câu thôi, con chọn lại đi. Hai câu này thì câu nào đúng nào, câu nào sai nào? Bị động nhá. Bị động là phải gì? Là Amia động từ cột 3, nóc mà cột 3 rồi, còn rebuild phải sẵn cột 3 là có chữ tờ nè. Cho nên câu D là đáp án của chúng ta. Được chưa?